nhà Dạ. bây giờ hồi giờ là thiếu bà phu nhân chủ nhà của ông Lạc, bây giờ mới xuất hiện Lý do họp mặt đồng lý hương phải do à, hôm nay là vì lý do họp mặt rồi, là đây là coi gì à, coi là đồng hương Võ Tánh Võ Tánh à, đường Võ Tánh à, gia hội giá hội ở ngay đường Võ Tánh mà giá hội cho hả nhà điện chứ không biết hội thế là không biết tiệc giá hội đấy gia hội không biết là có hai gia hội hai câu trời ơi ơi nghe hôn hiển ông đóng ba nó gia hội hai câu đó. Đi lên đụng đâu đi xuống đâu lên đâu đâu gia hội biết đường nào cũng biết cả nhưng mà nói đường tên gì mà chịu lâu quá quên rồi nha. Tôi thuộc đường hết đó, đường nào tôi thuộc hết đó. Mà gần cái trường nào, gần trường Nguyễn Du, gần gì đó, gần cái chùa đó, gần chùa bà, gần chùa bà, đây 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 là trời nơi à. Mà nói cái đường nhiều lúc mình đường nào đường vào tận nhiều cái nghiệp đâu là gần chùa Nguyễn Du, cái đường Nguyễn Du về. Mà tôi mà nói đường là tập cuộc hết á. Quên đồ ăn nha, xin phép. Anh biết đường lên Văn Duyệt không? Lê Vương Duyệt đường Lê Vương Duyệt là đường Mạc Đãi hả? Đường đường Mạc Đãi gì nữa? Lắm rồi, sao lắm rồi? Phải lắm á, là đường Mạc Đãi. À, Lê Vương Duyệt. Lê Vương Duyệt là cái đường nó có làm bên cánh cái sơn ngủ rồi chứ không cái sơn dạ anh cho mình làm nó đưa mặt.